Nước cốt thanh long nguyên chất được máy vắt ra. Xin giới thiệu anh chị, máy ép chuột vít dùng để vắt nước cốt thanh long. Khi vắt mình sẽ bật máy lên và điều chỉnh tốc độ phù hợp, sau đó cho thanh long vào máy. Máy sẽ tự động nghiền vắt tách nước cốt và sát thanh long ở hai phần khác nhau. Máy này dễ sử dụng, quá trình vắt chỉ cần một người đứng cho nguyên liệu vào máy, máy sẽ tự động nghiền vắt tách nước cốt ra. Kết cấu cơ khí của máy chế tạo chắc chắn, giúp máy có lực nghiền vắt lớn để vắt kiệt sắt thanh long để lấy hết nước cốt. Máy được chế tạo bằng inox PD4, chuyên nhân ngành thực phẩm, dược liệu và gia vị. Sau khi vắt xong, mình không vắt nữa, sẽ tắt máy, vệ sinh máy. Sát thanh long được máy vắt ra khá kiệt nước, sát này mình loại bỏ được. Nước cốt thanh long thành phẩm thu được có màu mùi tự nhiên, đạt yêu cầu trong sản xuất. Máy ép do Điện Cơ Xanh Việt Nam chế tạo.